X51 Story mến chào quý thính giả. Đế quốc La Mã Thần Thánh còn được gọi là Thánh chế La Mã hay Đệ nhất đế chế, là một phức hợp lãnh thổ rộng lớn đa sắc tộc ở trong lịch sử Đức, mà chủ yếu là người Đức, tồn tại từ cuối thời sơ kỳ Trung Cổ cho đến năm 1806. Tên của đế quốc bắt nguồn từ yêu sách của các hoàng đế La Mã Đức vào thời Trung Cổ, muốn tiếp tục truyền thống của đế chế La Mã cổ và hợp pháp hóa quyền cai trị như là thánh ý của Thiên Chúa. Lãnh thổ chủ yếu của đế quốc gồm Vương quốc Đức, Vương quốc Bohemia, Vương quốc Bourgogne, Vương quốc Ý và nhiều lãnh thổ, công quốc, thành phố đế quốc tự do lớn nhỏ khác. Đế quốc hình thành vào năm 962, khi Otto một đại đế thuộc dòng họ Ludolfinger được giáo hoàng trao đế miện từ Vương quốc Đông Frank thuộc dòng họ nhà Carolinger. Từ năm 1157, đế quốc này có tên là Sacrum Imperium và vào năm 1254, lần đầu tiên tên Sacrum Romanum Imperium được chứng minh trong một văn kiện. Trong thế kỷ 15 và thế kỷ 16, danh hiệu được bổ sung thêm dòng dân tộc Đức, trở thành đế quốc La Mã Thần Thánh dân tộc Đức. Ngày 6 tháng 8 năm 1806, đế quốc La Mã Thần Thánh của dân tộc Đức chính thức cáo chung, khi hoàng đế Franz II thuộc gia tộc Habsburg từ bỏ đế miện để trở thành hoàng đế khai quốc của đế quốc Áo. Đó là điểm chấm dứt gần 1.000 năm tồn tại của một thể chế kỳ lạ, và nhà triết học tư tưởng Pháp Voltaire mô tả cô đọng. Cái đế quốc La Mã Thần Thánh ấy không thần thánh, chẳng phải La Mã, mà cũng không hẳn là đế quốc đúng nghĩa. Voltaire đã hoàn toàn đúng, đế quốc La Mã Thần Thánh của sau này chẳng hề liên quan gì đến đế quốc La Mã cổ đại của Julius Caesar hay Augustus, cũng không có mối liên hệ nào với đế quốc Tây La Mã hay người anh em song sinh Đông La Mã, mà hay được gọi là Byzantine, những đế quốc hậu duệ của La Mã cổ. Cũng chính bởi việc dễ bị nhầm lẫn đó mà vào thế kỷ 15, cụm từ của dân tộc Đức được thêm vào danh xưng chính thức mà đế quốc La Mã Thần Thánh sử dụng. Của dân tộc Đức, chứ không phải là La Mã nguyên thủy của người Latin, hay Byzantine đã mang thêm nhiều màu sắc chính thống giáo phương Đông, lại cũng có khá nhiều khác biệt với La Mã phía Tây theo Thiên Chúa giáo Vatican. Mặc dù vậy, khái niệm đánh tính từ La Mã, Roman, vẫn làm nổi bật một yếu tố truyền thừa từ khởi nguồn, cũng chính là lý do để đế quốc La Mã Thần Thánh của dân tộc Đức, hay gọi ngắn gọn là Thánh chế La Mã, xuất hiện trên bản đồ cựu lục địa. Tính truyền thừa này có điểm bắt đầu chính thức là năm 962, khi Otto một đại đế thuộc dòng họ Ludolfinger được giáo hoàng trao đế miện, để lập quốc thay thế vương quốc Đông France của họ Carolingian. Tuy vậy, nếu xét đến nguyên nhân sâu xa của nó, có lẽ chúng ta phải ngược về tận năm 800, khi trao đại đế, Charlemagne, tiến quân vào Roma La Mã. Vào thời điểm đó, đế quốc Tây La Mã đã sụp đổ hơn 300 năm, tức năm 476, sau những cuộc tấn công dũng mãnh và sức tàn phá của các bộ tộc thuộc chủng tộc mà họ gọi là Dợ, người German. Frank của Charlemagne, những người mang đến cho nước Pháp cái tên France hay Frank bây giờ, là một trong những dòng tộc thiện chiến và xuất sắc về việc cai trị nhất trong nhóm những người German. Charlemagne đến La Mã khi đã gồm thâu toàn bộ lãnh thổ Đức và Pháp hiện đại, trước khi dẫn quân tràn xuống vùng Lombardia của nước Ý. Có lẽ trong đầu ông cũng chưa có một ý niệm gì rõ rệt về đế vị khi hội kiến với giáo hoàng Leo Ba người mà ông có ý định lật đổ. Song, như những nhà chép sử châu Âu kể lại, giáo hoàng đã cư xử vô cùng khéo léo. Người đứng đầu phương Tây ra tận ngoài thành La Mã đón tiếp Charlemagne. Rồi hai hôm sau, trong một buổi lễ tại vương cung thánh đường San Pietro, trong lúc Charlemagne đang cầu nguyện, giáo hoàng lại phía sau và đặt đế miện lên đầu vị vua người Frank rồi tuyên bố: Thượng đế ra miện cho hoàng đế, chúc vị hoàng đế vĩ đại đã mang đến hòa bình cho người La Mã sống lâu trăm tuổi, vĩnh viễn giành được thắng lợi. Hàng giáo phẩm cũng đồng thanh xưng tụng, cầu chúc cho vị vua được Thiên Chúa ban phúc vị hoàng đế của nhân dân La Mã trường thọ và bách thắng. Thế rồi, giáo hoàng Leo Ba phục xuống hành lễ, theo một nghi thức cổ xưa có từ thời hoàng đế La Mã Diocletianus. Nói cách khác, để bảo vệ chính mình cũng như La Mã, Leo Ba đã, thay mặt thượng đế, ra phong ngôi vị hoàng đế La Mã cho vị vua người, Dợ. Ông chẳng còn cách nào khác. Và ngược lại, cho dù lúc đầu ngạc nhiên đến độ có chút tức giận, Charlemagne lại nhanh chóng nhận ra rằng sự ra phong đế miện này mang đến những lợi ích rất lớn cho đế quốc mang tên Đế quốc Carolingian mà ông đang xây dựng. Đó là lợi ích hiển nhiên trong việc cai trị, khi thế quyền hậu thuẫn và nhận lại sự hậu thuẫn từ thần quyền điều cốt lõi từng khiến hoàng đế La Mã Constantinus thừa nhận Thiên Chúa giáo là quốc giáo. Charlemagne được xem là người cha dân tộc của cả Pháp lẫn Đức. Ở Pháp, ông được nhớ đến với cái tên Charles I. Ở Đức, ông là Các I. Ông cũng đã từng cố gắng thống nhất với Đông La Mã qua cả con đường hôn nhân, nhưng bị cự tuyệt. Vào năm 803, ông xua quân Frank tấn công các cảng biển của Byzantium, ép hoàng đế Nikephoros I của Đông La Mã phải giảng hòa và thừa nhận đế hiệu của mình. Tuy nhiên, Charlemagne mất quá sớm để kịp hồi sinh đế quốc Tây La Mã với đúng nghĩa của nó, cho dù việc ông nhận đế hiệu cũng có nghĩa là công nhiên đối địch với đế quốc Đông La Mã Byzantine, những người luôn tự cho mình mới là dòng đích truyền chính thống. Sau cái chết của ông, các con ông không nối được nghiệp cha, và lãnh thổ mênh mông của đế quốc Carolingian nhanh chóng bị phân chia thành những mảnh nhỏ. Cho đến khi Otto I của nhà Ludolfinger chốt phế thành công triều đại Carolingian để nhận đế hiệu từ giáo hoàng, phần lãnh thổ thực tế mà ông cai trị chỉ còn là Đông France. Sau đó, sự hỗn loạn tiếp tục nhanh chóng gia tăng, cũng như họ Cơ Pớt ở nước Pháp phải từng bước xây dựng vương quyền trong sự kìm kẹp của những chư hầu mạnh gấp bội mình,
Không ít hoàng đế của Thánh chế La Mã sau này thực tế được đưa lên ngôi bởi những người ủng hộ có thực lực hoàn toàn vượt trội, đánh giá của những sử gia biên soạn cuốn Văn minh phương Tây. Một cách dễ hiểu, Thánh chế La Mã là một hình thái siêu quốc gia, gồm nhiều phần hợp thành một cách lỏng lẻo, đặc biệt là sau giai đoạn các cuộc thập tự chinh khi nước Pháp, Anh và Tây Ban Nha dần hình thành các chế độ quân chủ tập quyền. Người đứng đầu Thánh chế là hoàng đế, nhưng vị hoàng đế này lại được bầu lên bởi các tiền hầu, chứ lúc đầu không mang tính chất cha truyền con nối. Như vậy, quyền lực của Thánh chế không nằm trong tay hoàng đế, cũng không nằm trong tay một vị tiền hầu nào, lại càng không có chế độ quốc hội. Mỗi công quốc hay hầu quốc, hay lãnh địa bá tước, nam tước thực ra đều tự trị, thậm chí cả trong việc phục tùng hoàng đế hay chống lại hoàng đế. Thánh chế La Mã không phải là một liên bang, cũng không hẳn là liên minh của nhiều quốc gia. Nó đơn giản chỉ là một sự kết hợp dựa trên yếu tố dân tộc Đức vẫn còn khá mơ hồ và bị lũng đoạn bởi sức mạnh theo từng thời điểm của các dòng họ lớn. Dòng họ nổi tiếng nhất cuối cùng cũng bước lên vũ đài chính trị vào năm 1440, hoàng tộc Habsburg. Nhờ các công cụ chính trị, quân sự và cả hôn nhân, hoàng tộc Habsburg trở thành chủ nhân thực thụ của lần lượt cả Hungary, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Croatia, các xứ Bohemia và Gallia, một số tiểu quốc ở Ý, đồng thời cũng là dòng họ cai trị Hà Lan bên cạnh việc là hoàng đế của cả Áo lẫn Thánh chế lẫn Mexico. Tuy vậy, hoàng gia Habsburg vẫn chỉ có thể cố gắng duy trì những hình thái mang màu sắc liên minh trong các phần lãnh thổ của mình, chứ không cách nào tạo nên sự đồng nhất và gắn kết như một hình thái nhà nước đế quốc đích thực. Tóm lại, đế quốc La Mã thần thánh bao trùm nhiều lãnh thổ như một liên hiệp và tạo ra khuôn khổ luật lệ cho cuộc chung sống của những vị lãnh chúa. Các công tước và hầu tước trên thực tế là tự chủ nhưng lại không có chủ quyền này, công nhận vị hoàng đế như là người đứng đầu đế chế, ít nhất là về mặt tư tưởng và phải tuân theo các đạo luật đế chế, tòa án đế chế và các nghị quyết của quốc hội đế chế, nhưng đồng thời cũng thông qua việc lựa chọn hoàng đế, đại hội đế chế và các đại diện tầng lớp khác mà tham gia vào chính sách của đế chế và đã có thể tạo ảnh hưởng cho chính mình. Một loạt trận chiến trong giai đoạn từ năm 1618 đến năm 1648, mà các sử gia gọi là chiến tranh 30 năm, diễn ra trên những lãnh thổ của người Đức. Khởi đầu, cuộc chiến chủ yếu dựa trên xung đột tôn giáo giữa các phe nhóm công giáo và tin lành trong phong trào cải cách. Dần ra, cuộc chiến lan rộng giữa một bên là những hoàng thân người Đức và bên kia chủ yếu là Thụy Điển và Pháp muốn hạn chế quyền lực của Thánh chế La Mã. Chiến tranh 30 năm là một trong những cuộc chiến gây tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử châu Âu. Đây cũng là cuộc chiến tôn giáo cuối cùng ở châu Âu khiến cho đế quốc bị tàn phá nặng nề, nhiều thành thị và vùng nông thôn bị san bằng, dân số suy giảm. Ước lượng có 1/3 người Đức bỏ mạng trong cuộc chiến tàn bạo này. Kết thúc cuộc chiến này là một số hòa ước gọi là Hòa ước Westphalen, chủ yếu là Hòa ước Tây Ban Nha ngày 30 tháng 1 năm 1648 để chấm dứt chiến tranh và Hòa ước ngày 24 tháng 10 năm 1648 giữa Hoàng đế Ferdinand III, từ năm 1637 đến 1657, một số hoàng thân người Đức cùng Pháp và Thụy Điển. Hòa ước Westphalen được các sử gia ghi nhận là cột mốc bắt đầu kỷ nguyên lịch sử hiện đại. Chiến tranh 30 năm và Hòa ước Westphalen năm 1648 mang đến tai họa cuối cùng cho đế quốc La Mã thần thánh của người Đức, khiến cho đế quốc này không bao giờ hồi phục hoàn toàn. Cho đến tận khi đế quốc Áo Hung sụp đổ sau đệ nhất thế chiến, đây vẫn là khiếm khuyết lớn nhất của hoàng tộc từng giữ đế miễn của cả Thánh chế lẫn Áo Hung ấy. Họ tỏ ra thua kém khá nhiều về quyền lực so với hoàng tộc Bourbon của Pháp hay thậm chí là những kẻ thách thức ngoại đạo đế chế Hồi giáo Ottoman. Còn trên phương diện phất cao ngọn cờ dân tộc để tiến tới thống nhất, cả Thánh chế lẫn Áo Hung đều không thể so sánh với tham vọng cũng như sự kiên định của nước Phổ non trẻ sau này, thoát thai từ một vùng mà ảnh hưởng của Thánh chế đã trở nên quá suy yếu. Ngày 6 tháng 8 năm 1806 ấy, đế vị và đế chế kỳ quặc này đã đóng hết vai trò lịch sử của nó, không phải đoàn kết mà Charlemagne mong đợi, và có lẽ cũng chẳng giống với những gì Otto một hình dung, nhưng thật đáng kinh ngạc, nó vẫn kéo dài đến cả nghìn năm. Có lẽ do truyền thống cởi mở hàng nghìn năm, tư tưởng cai trị đối nghịch với mọi hình thái chuyên chế của nhà Habsburg bị Adolf Hitler, một người Áo, phản đối kịch liệt. Khi Hitler nắm quyền, SS và Gestapo liên tục khủng bố ở khu vực ảnh hưởng của nhà Habsburg. Ngược lại, cựu hoàng gia Áo Hung cũng tổ chức những phong trào phản kháng mãnh liệt. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.